Khóa bảo mật dưới dạng USB kết nối theo chuẩn USB-C được Google bán ra thị trường Mỹ từ 15 tháng 10 với giá 40 đô la Mỹ. Dạng khóa bảo mật này là cách thức bảo vệ an toàn nhất với tài khoản, tài liệu và bất cứ dữ liệu cá nhân nào, dù định danh hai bước được Google kích hoạt từ lâu, việc bổ sung lớp bảo vệ thứ hai luôn được những người có dữ liệu nhạy cảm lựa chọn. Khóa bảo mật sẽ loại trừ các hình thức đánh cắp dữ liệu thông thường bởi yêu cầu người truy cập phải có trong tay khóa bảo mật vật lý. Khóa bảo mật Titan mới của Google dành cho người dùng muốn nâng cấp lên USB-C, đồng thời bổ sung hỗ trợ các hệ điều hành Android, Chrome OS, Windows và macOS. Người dùng tại Mỹ sẽ được mua sản phẩm trước tiên rồi sau đó đến các thị trường khác. Titan được bán trên Google Store Mỹ với giá 40 đô la Mỹ. Google cũng sẽ cung cấp theo lô cho doanh nghiệp và tổ chức nước khác nếu có nhu cầu.